Cuộc đời và sự nghiệp của ca sĩ Hương Lan, tên tuổi tiêu biểu của nhạc vàng xưa. Ca sĩ Hương Lan được xem là một trong những nữ danh ca nổi tiếng nhất của làng nhạc vàng trước và sau năm 75. Sở hữu giọng hát ngọt ngào truyền cảm, Hương Lan không chỉ trình bày thành công các ca khúc nhạc vàng mà còn là được yêu thích với dòng nhạc quê hương âm hưởng dân ca Nam Bộ. Ngoài ra, cô cũng là một trong những ca sĩ Việt Nam thu âm nhiều nhất với hàng ngàn ca khúc được phát hành trong hơn 50 năm ca hát. Hương Lan là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công vang dội khi chuyển hướng từ nghệ sĩ hát nhạc cổ trở thành ca sĩ hát tân nhạc nổi tiếng. Ngoài ra, Hương Lan có lẽ cũng là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có thể đạt được đỉnh cao của sự nghiệp sau khi được gọi là thần đồng từ lúc nhỏ. Rất nhiều người trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ nhỏ được vinh danh là thần đồng nhưng sau đó không thoát được khỏi cái bóng quá lớn của hào quang trong quá khứ. Ca sĩ Hương Lan sinh năm 1956 tại Sài Gòn. Cô là con gái lớn trong gia đình, bên dưới 4 người em. Trong số đó, nữ ca sĩ chuyên hát dân ca cổ nhạc là Hương Thanh, người đang sống tại Pháp, được mệnh danh là sứ giả, nhạc cổ và dân ca Việt Nam tại châu Âu, cũng là một trong 4 người em của danh ca Hương Lan. Gia đình Hương Lan vốn có truyền thống yêu thích và hoạt động nghệ thuật nhiều đời. Cha Hương Lan là nghệ sĩ cải lương Hữu Phước, nổi danh từ miền Nam thập niên 1950, từng đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm vào năm 1965. Ông nội của cô từng là nghệ nhân đờn ca tài tử, bà nội từng hát trong gánh hát. Khi Hương Lan còn rất nhỏ, nghệ sĩ Hữu Phước đã phát hiện ra năng khiếu ca hát và khả năng thẩm âm nhạc đặc biệt của cô con gái rượu. Hương Lan rất thích bắt chước hát theo cha và hát rất chính xác theo nhịp đàn của cha. Tin tưởng con gái có thể tiến xa trong nghệ thuật, nghệ sĩ Hữu Phước đã sớm bỏ công dạy dỗ, bồi dưỡng cho con gái làm quen với cổ nhạc và đờn ca tài tử. Năm 1961, khi Hương Lan vừa tròn 5 tuổi, đoàn Thanh Minh Thanh Nga trình diễn vở Thiếu Phụ Nam Xương, nghệ sĩ Hữu Phước lần đầu cho Hương Lan lên sân khấu trình diễn. Dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng trước tài năng đặc biệt của Hương Lan, đoàn hát đã quyết định đưa cô lên băng rôn trước rạp để quảng cáo. Vở tuồng có sự tham gia của thần đồng Hương Lan, ái nữ của nghệ sĩ Hữu Phước. Cái tên Hương Lan của thần đồng nhí được cha cô ghép từ tên của hai nữ nghệ sĩ nổi tiếng khi đó là Thanh Hương và Út Bạch Lan. Bên cạnh sự dạy dỗ của cha, Hương Lan còn được nghệ sĩ Sáu Tửng, cha của nhạc sĩ Huỳnh Anh và nhiều nghệ sĩ gạo cội của đoàn hát dìu dắt dạy dỗ trong những lần đi lưu diễn xa cùng đoàn. Tuy nhiên, sự nghiệp trình diễn cải lương của thần đồng nhí chỉ kéo dài vài năm rồi giảm dần, phần vì Hương Lan còn phải đi học không thể đi lưu diễn xa dài ngày, phần vì khi lên trung học, Hương Lan đã quá lớn để đóng các vai em bé, con của các vai diễn chính gọi là đào con, đồng thời cũng chưa đủ lớn để có thể đảm nhiệm các vai đào chánh. Sau một thời gian chuyển sang hát tân nhạc, vào năm 1973, khi đã 17 tuổi, Hương Lan mới trở lại với sân khấu cải lương. Cô đầu quân vào đoàn cải lương Kim Trung và được giao đảm nhiệm nhiều vai đào chánh. Tại đây, Hương Lan có dịp gặp gỡ và diễn chung với nghệ sĩ trẻ tài danh Trí Tâm. Hai người tạo thành cặp đôi ăn ý cả trên sân khấu và ngoài đời, được khán giả Sài Gòn ái mộ qua nhiều vở diễn như Hán Đế, Biệt Chiêu Quân, Nắng Thu Về Ngõ Trúc, Cây Sầu Riêng Chỗ Bông. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, Hương Lan tiếp tục tham gia nhiều vở cải lương của đoàn Văn Công như Tình Yêu và Bạo Chúa, Cây Sầu Riêng Chỗ Bông. Năm 1965, một biến cố lớn xảy đến với gia đình Hương Lan. Cha mẹ cô ly hôn, là con gái lớn nhưng Hương Lan cũng mới chỉ hơn 9 tuổi. 4 người em của cô đều còn rất nhỏ, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn khi một mình cha cô vừa phải đi diễn vừa phải chăm lo cho gia đình. Vì vậy, việc Hương Lan đi diễn không chỉ là một cuộc dạo chơi trong nghệ thuật mà còn vì sinh kế gia đình, đỡ đần gánh nặng cho cha. Tình cờ trong một lần ghé thăm nghệ sĩ Hữu Phước, nhạc sĩ Trúc Phương phát hiện ra Hương Lan, dù còn nhỏ nhưng có giọng hát tốt, phù hợp với tân nhạc. Lúc này Hương Lan không còn tham gia nhiều các vở diễn cải lương được nữa. Nghệ sĩ Hữu Phước bèn nghe theo bạn chuyển hướng cho cô con gái sang hát tân nhạc. Dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Châu Kỳ và nhạc sĩ Trúc Phương, Hương Lan được học thêm về nhạc lý, được luyện thanh và được hướng dẫn cách hát, cách luyến láy trong tân nhạc, học cách rũ bỏ được hơi hướng đặc trưng của cải lương khi hát tân nhạc. Sau một thời gian chuẩn bị, nghệ sĩ Hữu Phước đưa Hương Lan đến gặp ông bầu Duy Ngọc. Lần gặp gỡ này giúp Hương Lan có cơ hội được hát tại Đại nhạc hội Duy Ngọc ở rạp Quốc Thanh và tham gia chương trình tuyển lựa ca sĩ hàng tuần tại rạp Hưng Đạo. Thời gian này tiếng hát Hương Lan gắn liền với hai ca khúc nổi tiếng Những Đồi Hoa Sim của nhạc sĩ Dũng Trinh và Ai Ra Xứ Huế của nhạc sĩ Duy Khánh. Giọng hát ngọt ngào và truyền cảm của Hương Lan trên sân khấu tân nhạc khi đó mới 11 tuổi đã khiến khán giả và báo chí đi từ ngạc nhiên tới yêu thích và cảm mến. Các tờ báo ở Sài Gòn đồng loạt đưa tin và hết lời khen ngợi về giọng ca thần đồng. Trước khi Hương Lan lên hát, người dẫn chương trình thường giới thiệu: sau đây là màn trình diễn của bé Hương Lan. Năm 1968, khi mới 12 tuổi, Hương Lan chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô được hãng đĩa Việt Nam ký hợp đồng hợp tác lâu dài, được thu thanh giọng hát vào đĩa nhựa và trở thành người đầu tiên hát những ca khúc mà sau này đều đã trở thành bất tử: Bông Cỏ May, Ngày Mai Tôi Về, Thành Phố Sau Lưng, Một Người Đi. Thời gian này, Hương Lan được nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi bồi dưỡng thêm về thanh nhạc và nhạc lý. Hương Lan từng tâm sự, nữ danh ca Hoàng Oanh và nam danh ca Duy Khánh là hai thần tượng của cô trong âm nhạc. Khi vừa chập chững bước chân vào tân nhạc, Hương Lan đã có cơ duyên thu thanh ca khúc Lá Thư Trần Thế, phát hành trong Dĩa Hát Việt Nam.
cùng với nam ca sĩ thần tượng Duy Khánh và nữ ca sĩ Thanh Tuyền, trong đó Hương Lan đóng vai con gái của cặp đôi này. Đến năm 70, khi vừa tròn 14 tuổi, Hương Lan được đích thân danh ca Duy Khánh mời cộng tác cùng ông tại Trung tâm Băng nhạc Trường Sơn. Giọng hát Hương Lan bắt đầu xuất hiện từ Băng nhạc Trường Sơn 4 với hai ca khúc Những con đường trắng và Tình thắm duyên quê. Ngoài ra Hương Lan còn song ca cùng Duy Khánh hai ca khúc Khúc ca Đồng Tháp và Đường về Hai Thôn. Sau 2 năm hát cho Băng nhạc Trường Sơn, Hương Lan trở thành ca sĩ độc lập cộng tác thu thanh nhiều hãng băng đĩa khác nhau và đi hát ở các phòng trà tại Sài Gòn, đặc biệt là phòng trà Nam Đô của nhạc sĩ Bảo Thu. Giai đoạn này song song với việc ca hát, cô dành thêm thời gian để trở lại với sân khấu cải lương. Hương Lan cũng nhiều lần xuất hiện trên truyền hình trong các chương trình âm nhạc như chương trình Văn Phụng, chương trình Tiếng Thủy Dương của Châu Kỳ. Cuối năm 74, nhạc sĩ Ngọc Chánh lên kế hoạch thực hiện băng nhạc riêng đầu tiên cho tiếng hát Hương Lan, phát hành trong bộ băng nhạc Shotgun nổi tiếng do ông thực hiện. Tuy nhiên mọi việc còn dở dang thì biến cố 30 tháng 4 ập đến. Sau những thay đổi biến động của thời cuộc, Hương Lan được cha bảo lãnh sang Pháp vào năm 79. Trên xứ người, sau thời gian chật vật mưu sinh ban đầu, cô bắt đầu trở lại với con đường ca hát tại hải ngoại, nhận đi hát ở các phòng trà và nhà hàng ca nhạc vào mỗi cuối tuần. Đầu thập niên 80, cùng với sự trở lại của Trung tâm Băng nhạc Thúy Nga, cái tên Hương Lan một lần nữa lại hồi sinh. Cuốn băng cassette đầu tiên của Trung tâm Thúy Nga phát hành ở hải ngoại cũng chính là cuốn băng riêng đầu tiên của Hương Lan mang tên tiếng hát Hương Lan. Sau này được đổi tên thành CD Hát cho Một Thời Để Yêu. Cuốn băng này đã đem về con số phát hành kỷ lục thời đó cho Trung tâm Thúy Nga với 65.000 băng. Đặc biệt, tên tuổi của Hương Lan trở nên nổi danh trong cộng đồng hải ngoại sau khi Trung tâm Thúy Nga thực hiện thu thanh và ghi hình cho chương trình Paris by Night đầu tiên vào năm 1980. Trong băng nhạc này và Trên đỉnh mùa đông Trần Thiện Thanh, từ sau dấu mốc này, Hương Lan nhanh chóng trở thành giọng ca trụ cột của Thúy Nga trong cả tân nhạc và cổ nhạc. Nhiều người gọi thập niên 80 là thập niên của Hương Lan bởi những thành công liên tiếp mà Hương Lan gặt hái được trong thập niên này. Trong thời gian cộng tác với Trung tâm Làng Văn, Hương Lan phát hành cuốn băng tạo được hiện tượng rất lớn ở hải ngoại là Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. Bài hát có nội dung thể hiện được nỗi lòng của hàng triệu người tha hương nên rất được yêu thích. Sau đó Hương Lan tiếp tục thể hiện thành công nhiều ca khúc khác của nhạc sĩ Bắc Sơn được ông xem như con cháu trong nhà. Có thể nói rằng nhờ Hương Lan mà nhạc của Bắc Sơn mới đến được đông đảo với quần chúng, nên cô đã được nhạc sĩ Bắc Sơn cho đặc quyền có thể sửa lại lời trong ca khúc của ông để phù hợp với giọng hát. Cuối thập niên 80, khi danh ca Duy Khánh sang được hải ngoại, thành lập Trung tâm Trường Sơn Duy Khánh hải ngoại, Hương Lan cộng tác với thần tượng của mình trong nhiều nhạc phẩm song ca được yêu thích. Ngày xuân thăm nhau, rước tình về với quê hương, đi từ đồng ruộng bao la, sao không thấy anh về, đêm trao kỷ niệm. Năm 96, Hương Lan trở thành nữ ca sĩ hải ngoại đầu tiên được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam. Từ thập niên 2000 trở về sau, Hương Lan thường xuyên về nước trình diễn, tham gia sinh hoạt văn nghệ cùng lúc ở cả trong và ngoài nước. Năm 2009, Hương Lan thực hiện riêng live show của mình tại Việt Nam với tên gọi Ơn Đời Một Khúc Dân Ca. Dù gặp nhiều sự cố trục trặc khiến live show diễn ra không được như ý, nhưng Hương Lan vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả yêu nhạc trong nước. Năm 2019, Hương Lan xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia trong chương trình Ký ức vui vẻ mà MC Lại Văn Sâm dẫn dắt, cô trình diễn lại các khúc nổi tiếng Đêm Gành Hào, Nghe Điệu Hoài Lang. Hương Lan lập gia đình lần đầu tiên với nghệ sĩ cải lương Chí Tâm khi vừa tròn 20 tuổi. Hai người có khoảng thời gian dài gắn bó trên sân khấu cải lương của Đoàn Kim Trung trước khi đi đến hôn nhân vào tháng 12 năm 75. Năm 77, Hương Lan sanh con trai đầu lòng và đặt tên là Henry Bảo Nhi. Tháng 2 năm 1978, khi đang mang thai người con trai thứ hai là Patrick Bảo Trang, cả gia đình Hương Lan được cha là nghệ sĩ Hữu Phước bảo lãnh sang Pháp định cư. Nghệ sĩ Hữu Phước vốn có quốc tịch Pháp từ lâu nên đã sang Pháp định cư theo diện hồi hương trước đó. Gia đình Hương Lan chuyển sang Pháp chưa bao lâu thì người con trai thứ hai chào đời. Khó khăn chồng chất khó khăn, cả gia đình phải sống tạm bợ trong một căn phòng nhỏ do chính phủ Pháp cấp ở vùng Saint-Tolomon, ngoại ô Paris. Mỗi ngày Hương Lan phải bắt xe lửa vào Paris để đi làm thuê đủ thứ công việc. Khi thì làm công việc cuốn chả giò suốt 8 tiếng cho một công ty của người Việt. Khi thì làm việc tay chân cho một hãng bánh kẹo, nhàn hơn thì có công việc thu ngân trong siêu thị. Thời gian đầu mới tới Pháp, Hương Lan phải vất vả mưu sinh đủ nghề để vừa lo toan kinh tế gia đình, vừa hỗ trợ chồng học tiếng Pháp và học nghề. Năm 79, Hương Lan đỡ vất vả hơn khi nghệ sĩ Chí Tâm tìm được việc làm cho một công ty sản xuất bản mạch điện tử. Khi kinh tế gia đình ổn định hơn, cả gia đình dọn về quận 13 Paris. Lúc này thì Hương Lan cũng bắt đầu tìm được công việc ca hát tại các phòng trà và nhà hàng ca nhạc vào mỗi cuối tuần. Nhưng cũng chính trong thời gian này, đôi vợ chồng nghệ sĩ bắt đầu xuất hiện những rạn nứt. Năm 80, Hương Lan và Chí Tâm chia tay sau hơn 4 năm gắn bó. Sau này, trong một lần trả lời phỏng vấn, Hương Lan tâm sự, thật sự cả hai lúc đó còn trẻ quá, chứ đặt vào trường hợp bây giờ chắc không đến nỗi. Sau khi ly hôn, Hương Lan tiếp tục ở lại Pháp. Đến năm 85 thì đưa hai con sang Mỹ nhờ bảo lãnh của mẹ. Mẹ Hương Lan qua Mỹ từ năm 75. Đầu năm 86, Hương Lan gặp người chồng thứ hai là ông Đặng Quốc Toản trong buổi tiệc sinh nhật của ca sĩ Elvis Phương. Ông Toản là một kỹ sư cơ khí hàng không, từng có thời gian phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Lớn hơn Hương Lan 10 tuổi, đã có một đời vợ và ba người con riêng trước khi kết hôn với Hương Lan vào năm 88. Đầu năm 2020, Hương Lan chia sẻ hình ảnh hôn lễ giản dị của hai vợ chồng tại nhà thờ Ba Rồng, Tiền Giang. Khán giả bất ngờ trước hình ảnh Hương Lan rạng rỡ và viên mãn trong bộ áo dài trắng, khăn voan che đầu, hoa hướng dương cầm tay sóng đôi bên cạnh người chồng gắn bó cùng cô suốt hơn 30 năm.
Nói về cuộc hôn nhân bền chặt này, Hương Lan bộc bạch: ông xã tôi không phải người hoàn hảo, cũng có lúc bay bướm, nhưng anh là người cha tốt. Anh đã yêu thương chăm sóc các con tôi như con ruột, bởi vậy mà chúng tôi giữ được hạnh phúc gia đình. Có lúc anh làm tôi buồn, nhưng sau đó như bao phụ nữ khác, tôi tha thứ khi chồng biết lỗi. Tôi nghĩ hạnh phúc không tự nhiên mà có, thành công nào cũng trải qua sóng gió. Giá trị của hạnh phúc và thành công là ở chỗ đó. Sau đây là bộ sưu tập hình ảnh Hương Lan từ thuở bé cho đến lúc trở thành ca sĩ nổi tiếng. Hương Lan có lẽ là nữ ca sĩ hiếm hoi đạt được đỉnh cao của sự nghiệp ca hát sau khi được gọi là thần đồng từ nhỏ. Từ xưa đến nay đã có rất nhiều thần đồng trở thành dân thường khi đến tuổi trưởng thành, và cũng có rất nhiều người có tuổi thơ bình thường nhưng khi lớn lại trở thành thiên tài. Còn ca sĩ Hương Lan lại là trường hợp đặc biệt, tài năng được bộc lộ từ bé, khi lớn trở thành một danh ca, giữ mãi được phong độ đó khi đã ngoài lục tuần như hiện nay. Bên trên là hình ảnh nghệ sĩ Hương Lan năm 2 tuổi. Nữ ca sĩ chia sẻ, Hương Lan được bà nội dẫn đi may áo dài, hai bà cháu mỗi người một bộ giống nhau, Hương Lan cũng đội khăn cho giống bà nội luôn. Hương Lan có thể xem là con nhà nòi, cha của cô là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng từ thập niên 50 Hữu Phước, người mà cô xem như một thần tượng từ nhỏ. Khi Hương Lan còn rất nhỏ, chính nghệ sĩ Hữu Phước phát hiện ra năng khiếu ca hát và khả năng thẩm âm đặc biệt của con gái. Tin tưởng con gái có thể tiến xa trong nghệ thuật, nghệ sĩ Hữu Phước đã sớm bỏ công dạy dỗ bồi dưỡng cho con gái làm quen với cổ nhạc và đờn ca tài tử. Năm 61, khi Hương Lan vừa tròn 5 tuổi, đoàn Thanh Minh Thanh Nga trình diễn vở Thiếu Phụ Nam Xương, nghệ sĩ Hữu Phước lần đầu cho Hương Lan lên sân khấu trình diễn. Thời gian này nhiều lần Hương Lan được giao đảm nhiệm vai diễn là con gái của nữ hoàng sân khấu Thanh Nga. Cô kể lại rằng lúc đó rất thân với gia đình nghệ sĩ Thanh Nga, thường đòi sang nhà Thanh Nga chơi và ở luôn tại đó. Sau đây là những hình ảnh hiếm của Hương Lan cùng nghệ sĩ Thanh Nga vào khoảng đầu thập niên 60, thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của nữ hoàng sân khấu Thanh Nga.